rồi lại thôi. Khởi động rồi đó, em đứng cái bên em test mùi cho chị. Cái này rất quan trọng, đừng có để yêu lầm lỡ. Ôm nhau một cái thôi, mình ôm nhau giao hảo một cái thôi. Như là ồ, ôm nhau đó chị. Bất công ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Xin thưa quý vị, và như thường lệ thì hai chị em chúng tôi luôn luôn là hợp tác với nhau rất là vui vẻ và chặt chẽ với một mục đích duy nhất thôi, là ghép những cái mảnh vỡ, những trái tim đang còn lạc lối nhau, hai mảnh ghép nó ghép vô thành một. Vậy ngày hôm nay không biết mình sẽ trải qua những cái cảm giác như thế nào nữa chị à? Phải thử mới biết được. Phải thử mới biết được. Yeah. Và ngay bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái nào. Mời hai em. Rồi, xuống từ từ thôi. Rồi, và ngay bây giờ thì đến với phần giới thiệu bản thân. Bây giờ mời chàng trai ghế màu xanh, em hãy giới thiệu về em trước nè. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên Đinh Đức Hoàng, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em thích... viết nhạc. Thế em viết nhạc và viết thể loại nhạc gì? Em thường viết theo cảm xúc của mình. Và thường là em viết về nhạc rap là nhiều. Em tự hát, em tự nghe luôn. À, một lát nữa. Hy vọng một lát nữa em sẽ hát và ở đây sẽ có nhiều người nghe. Dạ. Mà nó nghe nè, mình giới tính rõ ràng không? Oh no. Em giới tính rõ ràng. À, tại thấy cái áo cũng hơi chim qua lá hẹ quá, lá hành quá ha. Không, em thích cuộc sống nó hơi có gì đa sắc màu một xíu. Điểm mạnh của em thì là em rất là nói hơi nhiều. Vấn đề nào đấy em hơi bị sâu nó. Nói sâu mà làm có sâu không? Cũng hơi hơi. Hơi hơi thôi à? Đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu luôn ạ. Em sợ những vật li ti như là con gián, côn trùng. Tại sao em lại sợ con gián? Nhìn nó không thân thiện cho lắm. Nó thân thiện nó mới bù lại em chứ. Không, không thân thiện tại vì nó tối quá. Mà ta nói gián bu là giàu đó. Vậy chắc con em phải làm sao cho gián bu nhiều hơn. Em phải làm sao cho gián bu nhiều hơn. Rồi, đó là những thông tin của bạn trai ngồi ghế màu xanh. Ngồi ghế màu xanh, 25 tuổi. Còn em, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi, giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Trịnh Thị Thùy Trang, sinh năm 2000, hiện tại đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Công việc của em còn tạm thời là part time, làm giáo viên dạy tiếng Anh. Gia sư, em đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Điểm mạnh của em là hòa đồng, luôn vui vẻ và hơi kỹ tính. Ví dụ như ăn mặc lúc nào gọn gàng, chỉnh chu. Chỉnh chu. Dạ, còn điểm yếu của em là hơi nóng tính và thẳng tính. Có một bé mà nó học kém quá thì em có thẳng tính và thẳng tay với nó luôn không? Dạ không ạ. Thì nhờ công việc này thì em cũng giúp cho em là kìm nén cái sự nóng tính của em. Khi mà bé gặp khó khăn ở không chịu học bài đi thì em sẽ tìm những phương pháp phù hợp hơn để giúp cho bé học hiệu quả hơn. Thường rảnh rỗi thì em hay tập yoga. Em tập được bao nhiêu lâu rồi? Em tập khoảng hơn 2 năm. 2 năm rồi, dạ. Vậy là có kinh nghiệm rồi hả? Có thể làm giáo viên luôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Em chỉ đi tập để lúc mà em cảm thấy mệt mỏi. Đó là những thông tin của cô gái ngồi ghế màu xanh chị à. Rồi, hello mọi người, em là Linh. Em đến từ vùng đất Tiền Giang, sống và làm việc ở trên vùng đất thành phố Hồ Chí Minh này. Thì công việc hiện tại của em đang là một huấn luyện viên cá nhân và dạy nhóm cho các đối tượng là những người giàu và những người có tiền. Trời ơi, ghê vậy. Ghê. Tính vậy. Quá liền, quá liền. Quá đây chị. Thẳng tính liền quá. Huấn luyện viên cá nhân là làm PT hả? Đúng rồi. Mà đối tượng chỉ là những người giàu, những người có tiền thôi. Đúng rồi chị. Người nghèo không dạy. Quan trọng là người giàu quan tâm em thì em thấy tiền nhiều em vô thôi. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Em 201. Trời ơi. Mà em dạy người ta về môn gì à? Gym và các loại võ thuật. Võ thuật, các loại võ thuật. Võ nào em cũng chơi được hết. Ghê à? Đúng rồi.
em có cái cách nào phân biệt được người giàu và người nghèo, người nào là người có tiền và người nào không có tiền? Người ta đăng ký học sao em biết, ta mới gặp người ta sao em biết phải tao biết có tiền phân biệt không được tiền. Chứ hồi trước em có làm cho một cái công ty đó, thì cái công ty đó nó khá là ok về cái lượng khách mà có điều kiện. Và công ty đó nó đổ về một lượng khách cho em. Thì lúc đầu trong quá trình em làm việc, em có thể khả năng sàng lọc khách thông qua việc cách ăn mặc cũng như cái tính cách, cách nói chuyện của họ. Và em biết và gan giờ bây giờ thì em gan làm viên, thì em nhờ cái nguồn khách đó em có thể tiến sàng lọc khách rồi. Đúng rồi. Và có nhiều người giới thiệu từ từ em có lượng khách rất ok cho mình. Một ngày vậy lắm em chỉ được 3 khách. Quay cho em đặt lên cái chất lượng hơn là cái số lượng. Và cái một buổi dạy là bao nhiêu thời gian, một tiếng hay một tiếng rưỡi? Một tiếng. Một tiếng bao nhiêu tiền một tiếng? Bình quân là nếu rẻ nhất thì sẽ là 500, và cao nhất của em là 900. Rồi bây giờ em nhìn thử một vòng coi chị Tường cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện vậy là đủ có tiền để học em chưa nè? Đúng không? Thằng bé nó nói là thằng bé nó chỉ nhìn cách ăn mặc chị là dư sức có tiền luôn á. Chị dư sức có tiền dư luôn, sức luôn hả? Cho anh đi một vòng coi anh có đủ sức không. Trời ơi, đó đi vớt vàng xuống là đấy đó rồi. Cái thứ anh đi như vậy thì có đủ mà khả năng để mà học các loại giỏ của em không ạ? Cái này học nhiều võ luôn, này nhiều võ luôn anh, nhiều võ luôn hả? Từ võ ở nhà với võ trong nhà luôn. Wow. Thằng bé con cặp mắt tinh tường quá. Tôi thích những người bạn trẻ dám nghĩ, dám làm. Ngoài ra thì em cái môn thể thao gì em chơi cũng được á. Judo, yoga, boxing, bơi. Nói chung là tất cả môn thể thao. Đi làm đó thì mình mới lựa khách hàng á là giàu có và nhiều tiền, còn tìm bạn gái mình có đặt tiêu chí đó không? Có đặt tiêu chí đó không? Một phần thôi chị. Một phần thôi. Có một phần trong đó nữa hả? Vì cái quan điểm của em á, mỗi người đều phải có nguồn thu nhập cố định cho mình. Rồi, cô gái ngồi ghế màu đỏ của tôi, cười rất là tươi, xinh đẹp, ăn mặc cá tính. Giới thiệu về bản thân mình đi. Em tên là Hồ Ngọc Trâm Anh. Trâm Anh. Em đến từ Kon Tum. Công việc hiện tại của em tổ chức sự kiện, đang ở Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em rất là tự tin. Còn điểm yếu thì em nghĩ kiểu em hơi tà lanh, lanh chanh, kiểu không có suy nghĩ trước khi nói. Em có tập thể dục hay là chơi những môn thể thao gì đó không? Dạ không. Em hơi lười á. Với lại là tính chất công việc kiểu đi sớm về hôm, nên là em chưa có dành thời gian để mà em đi tập thể dục. Bạn trai ghế màu xanh nè, quay lại tình trường thì em đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình đầu và cũng là mối tình đơn phương đầu tiên của cuộc đời em. Chung là năm đấy em học lớp 12, có một cái bạn nữ cũng khá là xinh. Em vô tình em nhìn thấy hình bạn ấy thì tự nhiên em bị rung động. Nhưng mà lúc đấy em nhát quá, nên ra là em không dám tỏ tình. Từ đó tới nay không có thêm không cái mối tình nào? Tại vì khi thích bạn đó thì vô tình em hiểu được cái con người mình. Con người mình sao? Hiểu được giới tính của mình hả? Cái gì? Không. Chị lo quá cưng. Không phải, ý là em tìm được cái thứ hai mà em thích nữa. Ý là... Cái thứ hai mà em thích là ngoài con gái ra? Nghệ thuật. Là nghệ thuật. Là cái thứ mà em theo đuổi bây giờ, là em bỏ hết mọi thứ. Thế hôm nay tại sao lại quay đăng ký tham gia chương trình này? Biết đâu được, trên con đường mình đi lại có cơ duyên với một ai đó, vừa phát triển sự nghiệp mà vừa có thêm một người đồng hành thì thú vị thật sự. Tuyệt vời đúng không? Dạ vâng. Hay quá chừng. Em muốn tìm một người như thế nào? Không phải là cần một người quá đẹp, nhưng mà cũng đừng có giống như chị Nở, chứ em chịu không nổi. Em chịu không nổi. Cũng là dễ thương. Các em có chuyện buồn á thì em tâm sự với ai? Tâm sự với âm nhạc. Bây giờ em làm một đoạn âm nhạc chị nghe thử coi nè. Nói chung là cảnh ở đây rất đẹp thì em tưởng ngẫu hứng một câu. Và hôm nay sẽ đến và có gì, hay là ta cứ và cứ là thầm thì. À, cô gái hôm nay thật dễ thương, đơn giản và dắt. Chỉ vậy là đủ rồi. Dạ, xin hết rồi. Ok. Một lát nữa mở cửa trái tim mà ra, khi mà em nhìn thấy hai cô gái đó em hãy cho chị thêm 4 câu nữa nhé. Dạ. Trang, hãy tâm sự những tình cảm em đi nè. Dạ thì em chỉ có một mối tình đầu duy nhất. Lúc đây em 21 tuổi. 21 tuổi. Dạ, lần đầu tôi biết yêu, em đi tình nguyện viên ở địa phương của em và em gặp anh đấy. Sau khi tụi em quen nhau khoảng hơn nửa năm thì em mới phát hiện ra là anh ấy có qua lại với người cũ. Có qua lại với người cũ. Lúc đầu anh ấy nói em là anh ấy đã chia tay rồi. Sau này em tình cờ em biết được thì em đã chấm dứt mối tình đó vào gần cuối năm 2021. Bây giờ mẫu người đàn ông của em như thế nào? Em muốn bạn nam là cao
mét 7 trở lên. Tại vì do em lùn á, em thấy khi đứng cùng với lại mấy bạn cao thì em cảm thấy được che chở hơn. Lắng nghe em. Không mập, cũng không ốm. 65kg trở lên. Wow. Là anh á, chuẩn anh á. Anh á, mét 7 đó, 65kg á. Anh luôn hả? À, anh đâu á. Nói ít một chút xíu. Và một cái là không gia trưởng. Em tới đây có thể hy vọng là được gặp được bạn phù hợp với mình hơn. Quay lại với anh PT đáng yêu của mình đây. Mấy mối tình rồi cưng? Dạ, chỉ có một thôi chị. Một thôi. Tình đầu của em hiện tại cũng chủ động. Vì á, nên nó sẽ không có dài lâu được. Tại sao mà em không chủ động? Vì em sợ với chị. Sợ gì? Hồi cấp 3 em còn trong giai đoạn mập đó chị. Nên em cũng khá tự ti về ngoại hình của mình. Mà em có thích người đó không? Dạ không chị. Không, sao mối tình đầu? Vì một phần là cũng do bạn bè tác động đó chị. Kêu mày quen đi, mày quen đi, quen cho biết. Rồi em cũng quen cho biết luôn. Mà em cũng thấy có lỗi tài quá nên em chia tay. Em là người chủ động chia tay? Dạ. Với những người chạc tuổi em không bao giờ rung động. Em đi dao động người về có kiến thức chứ tri thức. Không dễ bị rung động vì những người đó. Đối tượng mà người ta có thích em hoặc là em có một chút xíu thiện cảm với người ta thì người ta cách em bao nhiêu tuổi? 12 chị. 12 tuổi. Ừ. Đến thời điểm này trong tình yêu mà còn nhắc tới tuổi đó là kém văn minh. Còn nhắc tới tuổi đó là kém văn minh. Ok, thì hiểu rồi. Bây giờ cái gu nè, cái gu của em là như thế nào nè? Gu em là phụ nữ có tri thức, cũng dáng thể thao, có thể tập cùng với em. Cái da nó rám một xíu, em thấy người nó khỏe khoắn. Nạm nạm đen đồ hả? Nghe kìa hả? Mà ghét màu đỏ. Chị tình yêu em như thế nào? Nói thì mọi người không tin nhưng mà em chưa có quen ai hết. Em chưa có quen ai hết. Vẻ bên ngoài mà em theo đuổi thì nó hơi cá tính, nó hơi mạnh mẽ một xíu. Cái thứ hai là nhìn em giống như là người đang có người yêu. Tại sao em lại nghĩ nhìn vào em người ta sẽ có cảm giác là em đang có người yêu? Em nghe mấy bạn em nói với em như vậy. Những người xung quanh em nói với em như vậy. Tức là em toát ra một cái kiểu mà em đang trong một mối quan hệ nào đó. Rồi cái tiếp theo đó chính là em không thích chủ động nhắn tin. Hay là có những bạn sẽ nhắn tin hỏi em là hôm nay thế nào, em không bao giờ em reply lại. Thì đó là những cái lý do mà em nghĩ em không có người yêu. Thì đúng rồi, ta nhắn tin em không em trả lời. Vậy lúc nào em cũng tỏ ra một thái độ là mình đang có người yêu. Em nghĩ là chưa có hợp tần số với nhau á, để mà mình có thể bắt chuyện được. Bây giờ mẫu người em như thế nào nè? Em muốn một bạn nam trưởng thành một xíu, biết quan tâm với lại chiều em. Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Em không có đặt ra một cái gì quá là cao siêu hết. Và bây giờ nhà ở nhà em thì ba mẹ có hối thúc là lập gia đình chứ? Ba mẹ không hối thúc là lập gia đình, nhưng mà ba mẹ có nói với em là bớt khó tính lại và ra ngoài nói chuyện nhiều hơn để mà kiếm được nhiều bạn. Những cái event mà em tổ chức thì em có giao lưu và gặp gỡ những nhân viên ở đó không? Hay dạ là... có, em gặp rất là nhiều bạn nam nhưng mà không biết nữa, nhưng mà em không có thấy ai phù hợp, với lại là cũng không có ai xin info hết. Nhưng mà xin info em thì nhắn tin và hỏi thăm em lại không trả lời. Em là một cái kiểu giống như là trong một cái sự kiện biết nhau rồi thì em có thể là em sẽ trả lời tin nhắn của anh. Còn nếu mà bạn từ xa bạn lại thì em không có open với chuyện đó. Em về khép kín quá à. Và ngày hôm nay em tới chương trình em có mở tấm lòng em ra chưa? Em có mở trái tim? Em đã mở tấm lòng rồi, em mới ngồi đây đây mọi người ạ. Có điều gì em không thích ở một người bạn trai nữa không? Em không muốn bạn nam đấy đánh phụ nữ. Với lại là đừng có mùi là được. Có nhiều người người ta sẽ bị cái mùi body á. Không thích có mùi hay là không thích mùi hôi nó khác nha. Không thích mùi hôi đi. Nó sẽ đúng... vẫn thích có mùi chứ. Dạ. Chị ta thích mùi thơm. Dạ, phải thơm thì mới được. Thơm. Hai bạn có thơm không? Em lúc nào cũng phải thơm tho. Không có thơm là không có tiền chị. Cái nghề của em đúng rồi đó. Cái nghề của em mà không thơm nữa thì tiền nó không có vô đâu nha. Cái nghề mà lúc nào cũng mồ hôi mồ kê vã ra như tắm mà còn hôi nữa chắc chết quá. Được, em yên tâm đi. Không chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim này ra, cảm xúc của em như thế nào? Mời em. Em sẽ tặng hai bạn mỗi người một bài. Hold up. Em như là hoa và khiến và anh mơ. Tất cả dưới đây chỉ còn em và anh thở. Chỉ cảm những ghi và đi và ơ chờ. Và nếu mà còn lại những kỷ niệm bơ vơ, chỉ là muốn đến và đây và không chơi. Chứ có là những kỷ niệm là không quên. Nhưng mà tình thì anh không có, nhưng mà chất nghệ sĩ thì anh bao nhiêu là có. Wow. Bài riêng em dành cho anh Hứa Minh Đạt, em tặng liền. Anh đây, anh Hứa Minh Đạt thật là tài và đẹp trai. Xuất chúng và khiến cho ai cũng mê. Và đơn giản vì anh là mai mối, khiến cho ai cũng có thể chung một nhạc.
Oh yeah. Anh kêu anh. Còn bạn ghế đỏ. Ok, để em qua đứng kế bên. Em như là hoa, đẹp hơn là hoa, khiến cho phải anh mơ, chắc có lẽ vì đây giờ khiến cho anh thở, nhìn em cái anh chết xỉu bây giờ. Dạ. Yeah. Em thấy anh rất là vui tính và kiểu rất là nói chuyện có cởi mở hơn là em nhiều. Thấy khá là thú vị, một người tràn đầy năng lượng và có một cái chút xíu gì đó nghệ thuật trong người. Khá là ok. Ok. Rồi, tới phiên em rồi đó. Tới lúc em thể hiện rồi đó. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một một cái bài biểu diễn thường mình thường tập ở nhà. BBK vui trọn vẹn, ấm tình thân. Đó, vậy không là đó. Wow, wow. Nó nhảy vậy đó, mấy cô chịu nổi không? Oh, wow, trời khỏe dữ. Rồi rồi. Rồi rồi. Chưa. Đó, leo lên ngồi đẩy luôn. Trời ơi. Đó, tường bò lê lết vậy đó. Đó. Bây giờ mời em cái đỏ. Đàn ông luôn qua. Khởi động rồi đó, em đứng cái bên em test mùi cho chị. Cái này rất quan trọng, đừng có để em lầm lỡ. Ôm nhau một cái thôi, mình ôm nhau giao hảo một cái thôi. Như là ôm nhau chị. Còn một hồi về mấy mốt mà về nói chị Tường là mai lộn người là không được nha. Không nghe hay là không có mùi hay là chưa nghe? Chưa nghe. Trời ơi sao ôm chặt vô. Giống như là đối tác thôi, gặp nhau gặp gỡ. Chủ động lên đó bé. Rất vui được nóng quá chị ơi. Nóng quá hả? Thì cái hơi nó đang thực ra mà làm sao không nóng được. Em có thích thơm hay là thích có mùi? Dạ em thích mùi nước hoa. Thích mùi nước hoa. Dạ. Đâu em qua em test một cặp một chị hai bạn trai nó coi có mùi nước hoa không? Coi có mùi nước hoa không nha. Cái tay nè. Dạ. Rồi đứng lên hai chàng trai lần lượt. Em xin phép. Em xin phép đó. Đó đúng rồi. Trời ơi. Rồi. Trời ơi. Có nhỏ này được nè. Có nhỏ này được nè. Phải vậy mới được chứ. Hay lắm em ơi. Có mùi gì không cưng? Dạ. Không có mùi rồi, qua bên kia. Trời ơi, tái mặt rồi như xỉu rồi. Tái mặt rồi. Có mùi gì không em? Dạ không ạ. Không là không có mùi hôi hay là không có mùi nước hoa luôn? Mùi nước hoa. Không có mùi nước hoa luôn. Dạ. Mà có mùi hôi không? Mùi hôi của cơ thể thì ai cũng có mà chị. Là hôi rồi. Giờ tới hai cô gái có cái gì tiết mục gì biểu diễn tặng cho chương trình nè. Em xin gửi tặng hai bạn và anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường bài Anh Nhớ Đâu Thế của Amy. Anh và tôi gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm mà chưa có chi hơn lời hỏi thăm, rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa, anh và tôi thật xa mai mê nhìn lên nhau và không một ai nói nên câu rằng người ơi tôi có nhớ và anh có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhớ ở đâu thế? Cứ tới lúc trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Nên anh và tôi vẫn thế. Ủa sao nó lãng vậy? Sao đi lãng vậy? Rung chị ơi. Ủa biết rung luôn hả? Trời ơi. Wow. Đây là chiến thắng nỗi lo và sự căng thẳng. Cảm ơn bạn vì cuốn sách này ạ. Thì cũng như tiêu đề của nó là nó muốn bạn cho mình muốn bạn vượt qua cái nỗi sợ đó. Thật ra là một cái cuốn sách rất là đúng với thời điểm hiện tại của mình á. Mình bị quay cuồng vào cái vấn đề công việc rồi mình bị stress lúc nào mà mình không biết. Hôm nay mình cũng có một cuốn sách gửi tặng bạn. Ở trong mình có ghi một cái lời note á, bạn đọc lên cho tôi nghe. Chữ mình hơi xấu. Không sao đâu. Xin chào bạn. Đây là tổng đài tin nhắn.
Ấn phím 1 để có một lời khen, ấn phím 2 để có một lời chúc tốt đẹp, và ấn phím 3 cho một cuộc hẹn. Và nếu tất cả, hãy bấm số của tôi. Được, có số không? Điện thoại em chống luôn rồi hả? Dạ không, em chưa bỏ ạ. À. Gửi từ đầu dây bên kia. Rồi có số chưa? Chưa bỏ vô. Chưa bỏ vô. Và cuối cùng em bấm phím nào nè? Em bấm phím 2 và cũng như là một cái lá thư em gửi ở trong đó luôn. Ồ, trời ơi, gì thần giao cách cảm quá vậy? Đâu, bọc lên bấm coi. Phím 2 rồi bên đây bấm phím mấy nữa? Trời ơi, tổng đài này ghê ta. Wow. Một cái thiệp sinh nhật. Thứ hai tuần sau sẽ là sinh nhật em, nó khá là trùng hợp á. Trời ơi, là trời. Toát mồ hôi rồi. Mở ra cái thiệp sinh nhật có gì chồng? Wow, cái bánh sinh nhật. Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất để có một ngày mới thành công, vui vẻ. Dạ em cảm ơn ạ. Wow. Giống như có thần linh mách bảo đúng không quý vị? Không biết nói lên lời luôn sao chị, bởi vì nó có quá là nhiều điểm tương đồng á. Và hôm nay chắc em tới đây là một lựa chọn rất là sáng suốt. Thôi bạn. Trời, tử tế ghê không? Để có luôn khăn, có luôn đồ. Phải ăn liền, em hơi ốm, em phải ăn nhiều cho chị. Ăn ngay một miếng coi nào. Dạ rồi, để em ăn. Gì mà rung tay, rung chân, cái gì ông cụ. Rồi, ăn đi. Trời, tay nó rung kìa. Ăn bánh không mà. Bánh người ta tự làm đó. Ngon gì ạ? Ngon ha. Lát nữa ăn hết cái bánh đó nghe chưa? Dạ, rất ngon chị ạ. Rất ngon, ngon thiệt không mà là khen điêu. Không, ngon thật. Mình không biết. Mình chỉ không... sang. Cái gì vậy? Tặng ai nào? Em nghĩ là em sẽ tặng lại cho bạn này. Tại vì bạn đấy có tấm lòng cho em được ăn ngon. Thật ra bạn có tấm lòng cho cả hai bạn luôn á. Nhưng bạn mà bạn kia được... không ăn ạ. À đúng rồi. Không ăn, không nhận tấm lòng của người ta. Dạ. Nhưng rồi, em sẽ tặng cho bạn món này. Thật sự là mình thì mình không có biết làm cái gì cả. Mình cũng phải là người khéo tay. Nói chung là mộc mạc mà đến cũng bây tấm giờ... lòng luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tấm lòng. Nên thành ra là cái này nó là thể hiện cái sự chân thật nhất của mình. Khui ra coi cái gì mà nói nhiều quá vậy, khui ra đi. Xin phép khui ạ. Dạ. Wow. Mà em nghĩ là bỏ gì vô trong cái nồi đó? Chắc là những cành hoa. Em cảm nhận cái món quà này em thấy như thế nào? Em hãy cho một lời bình luận. Gây ấn tượng với em ạ. À, tại vì em chưa bao giờ có một món quà như vậy. Thế thì quan điểm của các em như thế nào về cái cuộc hẹn hò? Thì quan niệm tình yêu của em khi hai người cùng đi hẹn hò thì không nên sử dụng điện thoại trong quá trình hẹn hò. Em nghĩ là nếu cuộc sống dù nó cũng bề thế nào, có một cái cuộc hẹn với một người mình thân thiết mà mình lại sử dụng cái điện thoại đó là không xem trọng người ta. Tới em, trong một buổi hẹn hò em muốn tương tác với nhau nhiều, cũng hạn chế xài điện thoại. Hạn chế thôi chứ. Bởi vì có nhiều cái tính chất công việc nó bắt buộc phải lúc đó phải có, thì mình không có thể nào mà không có điện thoại bên được. Rồi mời em gái. Jason. Trong một mối quan hệ á thì cái chuyện riêng tư cá nhân, ví dụ như là nick Facebook hay là Zalo á, thì phần tin nhắn thì mình không có nên đọc. Tôn trọng quyền tự do nhau đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi mời em. Trong chuyện tình yêu quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, sự chân thật ạ. Dùng điện thoại thì em cũng không gọi là khuyến khích, nhưng mà thật sự là có những cái cuộc gọi rất là khẩn cấp thì không thể nào mà mình không nghe được. Và cũng như bạn kia, em cũng không thích người ta coi những cái thông tin của mình, và em muốn có khoảng riêng. Bây giờ sẽ ưu tiên cho hai bạn nam nhé. Mỗi bạn sẽ có thể tiến qua bên kia và xin phép nắm tay cái người bạn nữ, và có 30 giây để có thể nói điều mình muốn nói, rồi chúng ta về ghế để đưa ra quyết định của mình là có hẹn hò hay không. Mình xin phép bạn đứng lên cho mình nắm đôi bàn tay. Sao thật mệt. Sự thì mới gặp lần đầu nhưng cũng không biết nói gì nhiều. Mình nghĩ là tình yêu là nhanh nhất, đó là chạm đến bao tử. Cảm ơn bạn. Tự tin. Hôm mà bạn đứng lên à, nắm tay. Thầy cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì cũng như là món quà của bạn đã gửi tặng cho mình, cũng hai tụi mình cũng như một cô duyên gì đó. Hai món quà rất là có sự liên kết với nhau. Rồi mình nghĩ nó sẽ là cái duyên nếu hai mình tới với nhau. Thì mong bạn hiểu cho cái công việc cũng như là cái tính chất, cái đời sống của mình. Mình cũng cảm ơn bạn vì hôm nay đã tới đây, đã dành thời gian để ở đây lắng nghe những câu chuyện của mình và bạn nữ.
thì hy vọng nếu mà có những cái cơ duyên sắp tới thì ok, mình cũng có thể tiến tới những cái mối quan hệ khác. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu, kiểm tra lại cảm xúc của mình, lý trí của mình để đưa ra quyết định. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên ghế. Mỗi chiếc ghế đều có hai nút màu đỏ và màu xanh. Nếu mình thích bạn ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình bấm nút màu đó nhé. Sau những lời chia sẻ của anh Đạt. Và bây giờ, mời các bạn hướng mặt ra phía trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Không biết nói lên lời luôn sao chị, bởi vì nó có quá là nhiều điểm tương đồng á. Và hôm nay chắc em tới đây là một lựa chọn rất là sáng suốt. Dạ, em thấy anh rất là vui tính và kiểu rất là nói chuyện có cởi mở hơn là em nhiều. Với những người trẻ tuổi em không bao giờ rung động. Em đi dao động người về có kiến thức chứ tri thức, không dễ bị rung động vì những người đó. Em như là hoa, đẹp hơn là hoa, khiến cho phải anh mơ chắc có lẽ vì đây giờ. Khiến cho anh thở, nhìn em cái, anh chết xỉu bây giờ. Và bấm à. Bấm đi à. Và hết thời gian rồi à. Trước tiên là tôi hỏi chàng trai ngồi kế bên cạnh tôi trước. Em thấy nó sẽ không hợp với em khi mà hai người tới với nhau. Thế còn em? Nãy khi chạm vào bạn ấy thì... em có một cái cảm giác như là chỉ trong lúc này, khoảng thời gian này mình vô tình thích nhẹ, nhưng mà khi mà em ngồi đây thì em lại không còn. Còn em? Em có nắm tay bạn thì bạn ấy rất là rung, nhưng mà nó vẫn không chạm được vào trái tim của em, nên là em chưa thấy rung động. Vẫn chưa đủ cảm xúc. Dạ. Nên buộc lòng là không bấm. Dạ. Còn cô giáo dạy ngoại ngữ? Dạ, em thì cảm thấy là tụi em cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cho nên là em quyết định là không bấm nút. Kính thưa quý vị, các bạn đừng buồn, đừng lo lắng nhé. Đối với những cặp đôi không thành công thì chương trình sẽ cũng dành cho các bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng Speed Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, giúp cho các bạn sẽ tìm kiếm được những nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi những ông mai và mối là duyên dáng nha. Xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speed Couple đồng hành cùng với chương trình. Đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.